Hello, come back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn mình phá từ game đầu tiên nha. Refresh Edge. Ok. Wow, một con đường khá là đẹp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, LVS Most Wanted. Đấy là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Let's go. Thank you.
Så gav jeg ved at det med en sætjen sandt og rent det her. Hej, Gilly. Let's go. Videre til min situation, så han tager det her. Så er der rushing her. Let's go. Chẳng 3.000 thì mình cũng vượt qua được không? Cố lên nào, let's go, thành công đâu?
Wow, cái này lên 6.000 luôn. Thế thì vượt qua sẽ được. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được tiếp theo. Race Rushing 3. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. A Fresh Life. Thank you.
Let's go. Okay. So okay, well, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo ở Frank Ishii.
OK, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Number one speech. Let's go. Cái này nó đang tự nhiên nó giật giật. Mình sẽ bắt lại xem như thế nào. OK. Đây là một tựa game chơi đỗ xe. OK rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo ở Fast Stone. Let's go. Là các bạn có thể nâng cấp chứ 2004 này có thể là không chạy rồi, mình sẽ biết đây.
Something like, oh my god. Còn cái này các bạn phải nâng cấp thêm ly tô. Các bạn mong vượt qua được anh chàng này. Không qua được rồi. Anh chàng đó quá khỏe. Ok, mình sẽ nâng cấp lên. Mình ta 3500 rồi. Một con số quá là khỏe luôn. Up this. Update hết hết lên, sau đó thì sẽ đua lại là thành công. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, review registering. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Rush Story 3.
Wow, trời đang mưa. Rất trời. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Lời vẹn. No limits. Ok. Let's go. Even now, Russ Hall. Hope this is nice.
Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.